mình chẩn đoán ở gì ITP nó gặp nhiều quá và ở trẻ khỏe mạnh, thì sau khi mình loại một số cái cơ bản vậy sau mình có thể bắt tay vô điều trị thử. Và mình cần những nguyên nhân thứ phát, tại vì tủy đồ là một thủ thuật xâm lấn nè, để loại ác tính này kia, thì mình sẽ vào là vào cái tuần thứ ba nếu nó không đáp ứng nha. Chứ chỗ này mình vẫn không loại được chẩn đoán phân biệt đâu, nhưng mà do cái phổ của nó thì mình đang nghĩ tới ITP nhiều thì mình được phép bắt tay vô điều trị thử. Rồi lúc này bạn chia cho chị mức độ trung bình hay là mức độ nặng. Hồi nãy chị thấy bạn ghi nặng đúng Chị không? dạ, lúc mà nếu mà chẩn đoán xác định mà dựa vào lâm sàng ấy, thì cái này chỉ có sốt huyết da niêm nên bọn Đúng em rồi, trung bình, chính nhưng mà xác. Rồi lại ha, mình đã làm những cái siêu âm xoa đáy mắt rồi, mình coi nước tiểu rồi, không thấy cái gì để nâng mực hết. Tuy nhiên, bạn này có một chi tiết phải nâng mực điều trị, đó là do vụ gì? đó là bệnh bé trẻ bé hơn 1 tuổi với lại thêm cái tiểu cầu của Đúng trẻ rồi, 20 chính ngàn. xác. Nâng mực điều trị, lý do là bạn ấy nhỏ hơn 1 tuổi, một cái huyết da niêm đủ gây thiếu máu cấp. Thứ hai là lính tới vấn đề chuyển hóa ở gan. Nên thay vì đây là nếu đây là một trẻ lớn thì mình sẽ bắt tay vô điều trị bằng này. Có chỉ định điều trị chưa hay là quen gì Dạ chỉ có định rồi. điều trị? Đúng rồi, nếu đây là trẻ lớn thì mình sẽ sử dụng là đường uống, nhưng đây là bạn nhỏ hơn 1 tuổi nên mình nâng bậc điều trị ha, đi luôn đường chích ha, methotrexate ha. Còn IVIG á thì mình cân nhắc, mình có thể đợi 1 ngày để xem diễn tiến thế nào. Ví dụ như bắt tay vô methotrexate 10 mg mặt ký mà chia 2 cữ 1 ngày, xong rồi mình biết rằng phải từ tiếng 48 đến 72 tiếng sau nó mới có đáp ứng. Và bây giờ mới có 1 ngày thôi, mình đã phải ngày hôm sau mấy chị đã thử công thức máu hoặc huyết đồ lại liền rồi. Mục đích người ta không phải đợi tiểu cầu nó lên đâu, tại thuốc chưa tác dụng đâu, người ta đánh giá đó. Giờ bạn ấy đang là 11.9, ngày hôm nay mới nhập viện mà da niêm mạc bạn ấy quá trời xuất huyết chấm đỏ luôn, tức là xuất huyết mới nó vẫn đang còn và đang diễn tiến. Ngày mai mình thử lại, hemoglobin còn có 10 gram thôi hoặc xuống còn có 9 gram mấy. Lâm sàng bệnh ấy vẫn tươi tỉnh hồng đó, nhưng mà heo binh nó tụt nhanh quá, nó tụt hẳn luôn 1 gram mấy trong vòng 24 tiếng. Đó là chỉ điểm tình trạng, để nữa nó sẽ vô thiếu máu cấp nặng, lúc đó người ta phải đi luôn IVIG. Nên cái động tác mà thử công thức máu đối với những bạn nặng mà ngay sau nhập viện 1 ngày á, không phải người ta trông chờ tiểu cầu nó lên, mà người ta muốn biết là diễn tiến của cái xuất huyết cấp nó như thế nào ngoài chuyện cái mạch. Nếu ngày mai nó tụt nữa là lập tức người ta đi IVIG luôn. Như hồi nãy mình mô tả phải dùng một cái lưới mạnh hơn, tác dụng trong vòng 4 đến 6 tiếng để chặn nó kịp thời lại. Chứ để nữa trong lúc đợi tác dụng corticoid thì lâu quá và nó sẽ đi vô tình trạng thiếu máu cấp, là mình phải co giò mình chạy, thì nó sẽ vất vả cho cả mình và bệnh nhân, nó đe dọa tính mạng. Hiểu lý do không? Hiểu chỗ này chưa? Chỗ IVIG nè. Có thể mình khừng lại một Dạ. bước, mình đợi diễn tiến nha, trừ khi nào vô nó nhiều quá, da niêm rợp luôn mà chỗ nào cũng đỏ tươi luôn thì mấy chị đi luôn từ đầu. Còn dù nó vừa có mới hay cũ á, thì nếu đối với quan điểm của chị thì thường chị hoãn là 1 ngày, chị coi diễn tiến nó làm sao. Rồi, sau cái 3 ngày này, sau 3 ngày, tại sao dù mất 3 ngày rồi phải không? Mình đang đợi bắt đầu tác dụng của corticoid nha. Rồi nó sẽ có cái xu hướng tiến triển làm sao? Sau 3 ngày này có hai tình huống. Một là số lượng tiểu cầu bệnh nhân không còn xuất huyết nữa mà số lượng tiểu cầu nó dọt lên trên 100.000 luôn. Lúc này làm sao? Chuyển qua đường uống được không? Được đúng không? Tại Dạ phác đồ tấn được. công của mình cũng là 20 mạch ký, nãy chẳng qua mình nâng mực điều trị thôi. Đúng chưa? Còn nếu như đây là một đứa đang đường uống, đứa lớn lớn đang đường uống tiểu cầu trên 100.000 rồi, mình đừng có vội vã giảm liều, qua ngày 7 mới giảm liều giùm chị. Tại người ta đã chứng minh nếu như bệnh nhân mà giảm liều sớm trước ngày 7, liều tấn công á, giảm liều sớm trước ngày 7 thì nguy cơ tái phát nó tăng gấp đôi. Nên chịu khó qua ngày 7 rồi giảm liều, mà giảm liều tấn công á, chứ còn đường uống mà đang 10, đường chích đang 10 mà chuyển qua đường uống liều 2 vẫn là đang liều tấn công. Thì mình giữ ít nhất qua ngày 7 rồi mới giảm liều. Còn nếu như bây giờ mới qua 3 ngày tiểu cầu thử lại vẫn 3.000 và tình trạng bệnh nhân tương đối ổn định, bệnh nhân vẫn 11 gam mấy không xuất huyết thêm, thì làm gì tiếp? Chích nữa không? Dạ, mình tiếp tục với điều đó để theo dõi thêm. Đúng rồi, chích tiếp ít nhất là tới ngày 5, ngày 7 mình theo dõi tiếp. Thường ngày 5 mấy chị sẽ thử lại cứ 2-3 ngày thử 1 lần để mình canh coi có đạt lên như mong muốn hay không. Thấy tiểu cầu lên trên 100.000 rồi á, thì mới mạnh dạn chuyển qua đường uống 20 mạch ký đó, vẫn là đang liều tấn công. Và qua hết ngày 7 bắt đầu mình sẽ cân nhắc mình giảm liều, đạt nồng độ đỉnh rồi mà bệnh nhân đã ổn định rồi mình sẽ cân nhắc mình giảm liều, chứ mình đừng có vội. Còn tự nhiên qua tới ngày 7 bệnh nhân vẫn tiểu cầu vẫn 3.000, lâm sàng bệnh nhân không xuất huyết thêm thì sao? Giữ liều này tiếp không? Nó giữ Qua liều ngày này tiếp 7 tiếp không? hay chị?
Đúng rồi. Dạ, hạ liều xuống chị. Vẫn cho phép tới ngày thứ 14 đúng không? Mà liều tấn công chỗ này là nên giữ 20 gam bạc ký thôi. Tại vì sợ nó có xin các bạn, liều cao quá, giữ hơi lâu. Nhưng mà mình cho phép hết ngày 14 ha. Qua khỏi ngày 14 tiểu cầu vẫn 3.000. Lâm sàng bệnh nhân không xuất huyết gì hết trơn thì làm ơn đi làm bộ thứ phát cho chị nghe không? Bộ thứ phát gồm cái gì? Automatic xem nào. Trả lời nhanh 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 luôn. Gồm những cái gì? Dạ là siêu âm, khoa lấy mắt và cộng bằng tích nước tiểu. Siêu âm không, siêu âm sao đấy mắt tổng nước tiểu là từ đầu mình làm rồi mà. Còn bộ thứ phát đi tìm nguyên nhân thứ phát của ATP á, những cái mà mình lúc đầu mình chưa làm, bây giờ mình phải nghĩ tới nguyên nhân khác mình phải làm này. Là cái gì? HIV, HPV, HCV. Mấy cái bộ virus làm hết đi, nhiễm trùng bào thai, bộ thọt là làm hết đi. HIV phải làm đi, viêm gan BC. Nếu mà mấy đứa lớn lớn, cái tuổi vị thành niên thì H. pylori phải làm, đặc biệt trên 5 tuổi H. pylori phải làm hàng đầu. Và lúc này làm bộ tự miễn. Tự miễn làm những xét nghiệm nào? Chứ lúc qua tuần thứ 3 rồi này, không đáp ứng này, phải làm nè. Bộ virus nè. Bộ tự miễn. Tự miễn gồm những xét nghiệm nào? Có phải giống như bạn em đề nghị hồi nãy chỉ có mỗi cái cụm test ANA với C3, C4 không? Còn xét nghiệm nào khác nữa không? IgM, IgA. Cái đó là tầm soát suy giảm miễn dịch. Thường quanh đi bây giờ nó đưa từ đầu rồi đó. Bây giờ nếu chưa làm thì phải làm. Nhưng mà còn gì nữa có tự miễn? Anti-DNA hết ý nghĩa rồi hả? Có làm anti-DNA không? Còn giá trị không? Còn giá trị trong lupus không? Chị còn. Phải làm chứ cho nó đủ bộ tự miễn. Thậm chí người ta làm tới bộ Tamana profile luôn. Rồi bây giờ cái LA lupus anticoagulant nó cũng phải đưa vào luôn đó, trong cái lupus đó. Bởi vì thang điểm tính điểm bây giờ nó khác rồi, đặc biệt những đứa hơi lớn lớn. Tầm soát tự miễn tại cái nhánh lupus tổn thương huyết học giờ đang nhiều lên, tức là nó không biểu hiện gì ở thận hết trơn, cũng không biểu hiện ở da luôn mà nó khu trú có mình cái huyết học thì nó đã tách thành một cái nhóm riêng rồi. Nên đã một khi bắt tay vô tầm soát bệnh tự miễn thì cố gắng làm đủ bộ để mình ra được cái chẩn đoán. Rồi cuối cùng là nhánh và cái nhánh tại tủy thì phải làm tủy đồ tại thời điểm này nghe. Nhớ cái vụ lấn cứng hồi nãy mình đang lấn cứng, biết nó có ung thư hay không đó, hay là nó có suy tim bẩm sinh hay không, thì tủy đồ thời điểm này phải làm. Và cái rồi bước thứ cuối cùng đó là bệnh lý, những cái bệnh lý bẩm sinh di truyền, xem có cái gì gợi ý để làm cái phân tích sinh học phân tử hay không. Thì nó hơi sâu với mình, nhưng ít nhất là mình biết là có 4 bước mình cần phải làm bi lăng thứ phát khi mà bệnh nhân không đáp ứng. Trừ khi nào mấy cái này nó về hoàn toàn bình thường hết, không có cái gì gợi ý hết trơn á, thì lúc này bệnh nhân mới nghĩ rằng khả năng cao nó sẽ là persistent ITP và sẽ chuyển thành chronic ITP. Như vậy mình không chạy theo con số tiểu cầu nữa. Nó 3.000 mà nó không xuất huyết thêm thì kệ nó, cứ giảm liều từ từ. Giảm đến khi nào tự nhiên đang giảm xuống 1 mg bạch ký, xuống 0,5 mg bạch ký, uống cách ngày, thậm chí ngưng thuốc luôn mà nó vẫn không xuất huyết thì kệ nó, sống trung thành với cái số 3.000 đó. Một ngày đẹp trời nào đó nó vừa xuất da niêm rầm rộ trở lại, có xuất nặng hơn, có nguy cơ thiếu máu cấp, thì lúc này điều trị của mình không phải chỉ có steroid. Nếu chưa đi IVIG, chịu khóa đi IVIG, đi rồi thì tới cái bước gì mấy bạn? TBO, TBO không được nữa thì còn đi rituximab. Rituximab không được thì ức chế miễn dịch hạng 2, MMF không, cyclophosphamide hay không. Và cuối cùng tới nó lớn rồi, nó qua người lớn rồi, có muốn thì nó cắt lách, nó là cũng suy giảm tiểu cầu mạng. Hình dung được bức tranh của một cái đứa mà nếu nó không đáp ứng chưa? Còn quay lại cái bước đầu tiên, giả sử đang đi IVIG, đi metin rồi và bệnh nhân đang suýt da niêm như vậy đó, bắt đầu qua ngày mai 18 tiếng sau, bây giờ đang là ca chiều nè, bắt đầu sáng ngày mai chị vô chị nhận tua, xong chị thấy bệnh nhân xuất huyết mới nhiều quá, thử lại hemoglobin bạn ấy đang 11 gam mấy, bây giờ còn có 9 gam à, tuột hẳn 2 gam trong vòng 24 tiếng, mạch nhanh 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 lên, giờ làm gì tiếp? Truyền máu trước cho bệnh nhân với kèm cái huyết tương tươi. 9 gam chưa truyền, tại sao truyền huyết tương tươi? Truyền cái gì? Truyền tiểu cầu đông mạnh đó chị. Đúng rồi, hồi nãy mình nói đó, khi nó đe dọa tính mạng thì mình sẽ mới tới bước xài truyền tiểu cầu. Rõ ràng tôi đã có bộ chơi bao nhiêu tôi chơi hết rồi, IVIG 4 đến 6 tiếng có tác dụng rồi, steroid thì chưa trông chờ nó được trong ngày đầu tiên, mà bệnh nhân xuất huyết rầm rộ, nguy cơ đe dọa tính mạng, máu tụt quá nhanh, tụt 2 gam trong vòng 24 tiếng là bao nhiêu thể tích tuần hoàn các bạn? Bao nhiêu phần thể tích tuần hoàn rồi? 20% thể tích tuần hoàn chưa? Thấy ghê không? Đó là mấy đứa nhí nhí mà da niêm thôi đó. Lại phải lo chặn nó lại đi, là phải đổ tiểu cầu vô.
tổ tiểu cầu tính làm sao? Lúc này mới truyền nha, còn từ đầu mới truyền rồi nha. Đã tình huống này mới truyền đó. Truyền tiểu cầu thì truyền tiểu cầu gì nè? Có mấy loại truyền tiểu cầu đậm đặc nhưng mà nó có mấy loại tiểu cầu cúp với tiểu cầu bull khác nhau làm sao? Mấy bạn đi hiến máu rồi phải không? Có thắc mắc là cái túi máu điều chế ra được cái gì không? Một bạn đi hiến máu xong thì sao? Cái túi máu đó được quay ly tâm ra. Quay ly tâm nó tách ra làm mấy lớp. Cái đống mà hồng cầu lắng ở dưới á, truyền mấy đứa thơ lát nè, những người truyền nhu cầu thiếu hồng cầu thật sự nè. Cái đống huyết tương tự trên plasma nè, giải quyết cho những bệnh lý khác. Còn cái nhóm buffer ở giữa đó thì bao gồm nó có tiểu cầu bên trong. Nhưng mà nhiều không? Tiểu cầu trong cái túi máu bạn hiến máu đó nhiều không? Có một chút à. Lúc đó, ví dụ có cùng lúc hiến máu với bạn đó ra có 10 túi máu nhóm máu O. Thì khi quay ly tâm ra cái nhóm buffer ở giữa nó mỗi lớp thì nó có một chút xíu tiểu cầu người ta rút của từ 10 túi đó ra. Người ta trộn với nhau người ta ra được một cái túi tiểu cầu bull của nhóm máu O đó. Hiểu cách tiểu cầu bull chưa? Thấy ghê không? Thấy ghê không? Trộn của 10 đứa lại thấy ghê không? Vậy nó sẽ dùng cho tình huống nào? Tiểu cầu bull nó chỉ dùng cho tình huống nào? Ai biết? Ai trả lời được? Tiểu cầu bull nó truyền cho những người bệnh nhân nào thì mới truyền nó? Ai trả lời được? Sao bạn? Trong cấp cứu chấn thương người ta có truyền tiểu cầu không? Cấp cứu đa chấn thương có truyền tiểu cầu không? Dạ có. Alo. Đó, cấp cứu đa chấn thương vừa truyền hồng cầu, truyền tiểu cầu để cầm máu đó rồi mổ khẩn đó. Thì người ta cần một lượng lớn tiểu cầu, lúc đó lấy đâu ra? Ở người lớn thì là tiểu cầu bun đó chứ đâu ra. Nhưng mà thấy ghê không? Thấy ghê thấy không? Còn tiểu cầu cúp là sao? Có nghi những người, người ta khi người ta đi gọi là đi bán tiểu cầu ha. Thì khi vào cái tay của người ta sẽ, một tay người ta gắn một cái kim. Thì mỗi lần vậy nó chỉ rút ra một thể tích 20ml thôi, nó qua một cái máy quay ly tâm. Xong rồi nó để đúng cái trọng lượng phân tử mà cái lớp buffer của tiểu cầu để cái kim vô đó. Nó rút đúng phần tiểu cầu ra cái túi. Xong rồi nó trả lại cái tay bên này, toàn bộ những cái sản phẩm còn lại. Nó đi lại vào trong vòng tuần hoàn. Và bệnh nhân sẽ ngồi liên tiếp trong vòng 1 đến 2 tiếng để lặp lại vài chục chu kỳ giống vậy. Thì nó ra được một cái túi tiểu cầu cấp. Thì bạn sẽ thấy rất là an toàn. Nhưng mà ngược lại sao? Đó là tại nó điều chế từ một người, nhưng mà ngược lại làm sao? Nó vừa mất thời gian rất là lâu, muốn có liền lắm có được. Thứ hai là chi phí nó nhiều tiền. Nhưng mà riêng ở con nít, cái miễn dịch nó chưa hoàn chỉnh, đặc biệt trong nhóm ITP của mình, thì mình phải truyền tiểu cầu cấp. Chứ còn bun là củ hỗn hợp, nhiều người lại thấy ghê lắm. Miễn dịch nó đang rối loạn, nó còn lung tung phèn nữa. Thấy không? Các bạn hình dung không? Phân biệt giữa cấp với bun rồi nghe. Tính làm sao? Một đơn vị tiểu cầu sẽ truyền cho 5-7kg ha. Ví dụ đứa này bao nhiêu ký? 5,6 hả? Tức là mình sẽ cần mấy đơn vị nếu mà diễn tiến nó xấu hơn? Dạ, một đơn vị. Đúng rồi, truyền tiểu cầu thì truyền nhanh, tại tiểu cầu có tính chất kết cụm. Nếu mình để nó ngoài mà truyền giống hồng cầu lắng vài tiếng, nó cụm lại với nhau là không có được tác dụng gì hết trơn, mà nó còn tắc mạch nữa. Thành ra truyền tiểu cầu phải đổ nhanh nửa tiếng đến tiếng. Chút lúc mà chưa truyền được phải lắc tiểu cầu liên tục dẫn cho nó cụm lại ha. Nó phải qua một cái bộ lọc nữa, chứ không mà nó cụm lại nó không có giải quyết được cái gì hết trơn. Và khi truyền thì thường xu hướng chị sẽ tính tăng gấp đôi, tức là mình đã chấp nhận đây là đổ đồ ăn cho cá nó mập lên, nên một phần trung hòa kháng thể, một phần hoạt động cầm máu. Khi tính cái này bao giờ chị cũng tăng gấp đôi lên, thay vì một đơn vị truyền cho 5-7kg thì sẽ tăng gấp đôi lên, chị sẽ đăng ký 2 đơn vị, tại vì một đơn vị là nuôi cá rồi, đơn vị còn lại đi cầm máu. Và khi mình hiểu đổ như vậy thì kháng thể nó sẽ lớn mạnh, nên lúc nào cũng phải đi những cái con dao để chặn kháng thể lại mà mạnh nhất có thể, bao gồm IVIG và corticoid ha. Được không? Hình dung cái bước chỗ này chưa? Alo? Bước điều trị mấy bạn nắm rồi phải không? Chị đưa một bức tranh mà giả thiết các tình huống để các bạn thấy về đường dài mình phải làm gì là bạn hình dung rồi đúng không? Alo? Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Còn nếu như trường hợp cuối cùng là trường hợp thuận lợi nhất, bạn này 5-7 ngày sau gì đó bạn ấy đáp ứng tốt,
tiểu cầu lên trên 100.000 rồi, mình chuyển qua đường uống thì sau đó mình giảm liều nhanh ha. Ha, giới hạn trong 4 đến 6 tuần là bỏ được corticoid nha. Thì bạn ấy sẽ ngưng thuốc hoàn toàn. Vậy sau khi ngưng, đa số người nhà sẽ hỏi mình hai câu. Thứ nhất là con tôi có khả năng bị lại bệnh này hay không? Thứ hai là con tôi có chích ngừa được hay không? Bạn trả lời hai câu đó đi. Dạ, em nói cái chích ngừa chị, em nhận thấy thì thường nếu mà ngưng thì khoảng 2 tuần sau người ta mới chích ngừa lại được. Tại sao có mốc 2 tuần? Tại vì cái khoảng thời gian đó để cái kháng thể nó không có tạo cái kháng thể chéo, nếu mà chích thì vô sợ là tạo. Không phải đâu bạn, có nghĩa mình đang xài steroid là nó ức chế cái quá trình mà hồi nãy mình nói đó, nhớ cái sơ đồ không? T cell, T helper ra tín hiệu cho B cell chuyển thành plasma cell mới sinh ra kháng thể. Như vậy bây giờ khi mình xài steroid nó đâu có chọn lọc cho B cell nào đâu, kể cả cái thằng B cell mà tạo hiệu ứng miễn dịch sau chích ngừa. Vậy sau khi mình bỏ cái thằng steroid xong á, thì 2 tuần là cái thời gian để tự nó tạo IgM được. Nên nếu như trong thời gian mình đang xài chế miễn dịch mà mình chích ngừa thì không phải là mình sợ cái vụ vaccine sống, mà vấn đề đây là không tạo được miễn dịch. Hiểu không? Nên 2 tuần sau khi mình bỏ cái đó ra thì cơ thể mới tạo được cái thằng IgM. Chích ngừa vô nó mới có ý nghĩa chứ, chích vô không tạo dịch chích làm gì, chứ không phải như nhiều bạn hiểu là do vaccine sống đâu, không phải đâu nha. Rồi vế đầu tiên, con tôi sau khi ngưng bệnh giờ có bị lại không, có khả năng bị lại không, trả lời sao? Ai trả lời được? Dạ em nghĩ là có, nếu mà trẻ nó có cái yếu tố thúc đẩy từ trẻ này, nó qua đợt cấp nó chuyển về cái đợt mạng kéo dài luôn. Ừ. Mấy bạn nhớ nha, trong cái ITP nãy giờ mình coi cơ chế đó, nó không có, đầu tiên là nếu đúng ITP mà theo con đường thuận lợi nó không dính tới gen nè, không dính tới di truyền đúng không? Tuy nhiên người ta thấy trong cùng một gia đình mà có cùng một môi trường sống, cùng một chế độ ăn, cùng một chế độ sinh hoạt thì nguy cơ mắc ITP nó vẫn cao hơn so với một người khác. Nên nếu mình trả bệnh nhân về lại một cái môi trường sống y chang vậy thì vẫn có 5-10% bệnh nhân tái phát lại, chứ không phải bị một lần xong là không còn bị lại nha. Được chưa? Nên đó mình có câu trả lời cho bệnh nhân. Không, học sau này học y khoa là không có cái gì trả lời chắc chắn hết, mọi thứ đều có thể xảy ra. Nhưng mình phải có cái câu trả lời làm sao cho người nhà người ta hình dung ra được thời điểm này nó là vậy đó, còn mọi thứ nó còn đều có thể xảy ra và ở tương lai, để người ta sau này có cái gì đó người ta không có trách ngược mình được, tại vì mình đã tư vấn rồi. Nhưng mà cái điểm mừng của họ là lúc đó đứa nhỏ đang tốt mà, thì đó là điểm mừng so với nhiều bạn khác, đúng không? Nhưng mà chuyện nó có tái phát được hay không là Ivan ghi nhận vẫn có, nó vẫn cùng chung một cái môi trường sống đó, vẫn có khả năng nó bị lại chứ không phải là không, để họ chuẩn bị. Rồi hôm nay tương đối đủ xong cái trình bệnh của suy giảm tiểu cầu miễn dịch dài ha. Hơi bị dài luôn á, nhưng mà đó là chị xin anh Tuấn là cho mình đôn này luôn, chứ không cái bài anh Tuấn mà chọt vô giữa thì nó đứt ngang cái luồng suy nghĩ. Tại nãy giờ rõ ràng mình có mối liên kết với bài lý thuyết ở cái nhóm trước nó trình thì nó sẽ hiểu rõ hơn. Thì mấy bạn có thắc mắc gì nữa không? Dạ chị ơi, lại cái điện viêm protein, lại cái điện viêm protein mấy bạn em. Trong cái ca này thì thật ra không cần làm, nhưng mà do mấy bạn trình thì mình học thêm một chút, nó có ý nghĩa cho những nhóm bệnh khác nha. Giờ quay lại cái kết quả điện viêm protein đi. Nếu đúng cái hình của nó thì mấy bạn sẽ biết là nó dạng lạng điện di ha, theo cái kích thước trọng lượng phân tử của protein ấy. Thì nó sẽ có cái hình biểu đồ, nếu bạn coi kết quả nó sẽ cái hình nhiều đỉnh nó theo trọng lượng phân tử. Nhưng mà nhìn vào đây thì một số cái giá trị mấy bạn có thể xài được đó là gì? Bạn sẽ nhìn thường cái chỗ nhánh mà alpha 1 và alpha 2. Alpha 1 bạn thấy không? Thấy chưa? Cái đỉnh A1, A2 đó. Đó là nó đều đó là cái loại protein mà chứa những cái chất phản ứng của giai đoạn cấp. Tức là bất cứ giai đoạn phản ứng cấp nào của hiện tượng viêm á, nó cũng đều làm cho cái tụi này tăng lên. Nên nó có ý nghĩa trong chuyện nào nhiễm trùng hay viêm này, hay bệnh lý ác tính này, thì bạn sẽ thấy hai cái thông số này thường nó tăng lên. Thì giá trị A1, A2 là như vậy.
Thứ hai là nếu như chỉ tăng tương đối có một bình tự nhiên A1 bình thường mà A2 tăng lên thì nó tương đối có ý nghĩa trong cái hội chứng thận hư. Thành bởi vì cái thằng A2 kích thước nó lớn á, nên trong hội chứng thận hư thì nó bị mắc kẹt khi nó đi qua cái màng lọc cầu thận nên nó còn động lại, nên nó cũng tương đối có giá trị gợi ý trong cái hội chứng thận hư, nói chung là tổn thương cái màng lọc cầu thận. Còn đối với A1 á thì mình lại thấy nó giảm mà đơn động mình nó thì nó hay nằm trong hội chứng là thiếu alpha 1 antitrypsin. Ha, đó là một cái bệnh lý chuyển hóa hay biểu hiện ở gan, rồi trên cái hệ xương á, mình sẽ thấy nó tương đối điển hình thì nó cũng có giá trị gợi ý trong hội chứng thiếu alpha 1 antitrypsin. Còn cái alpha 2 hồi nãy mình biết kích thước lớn mà đúng không? Nếu mà nó tăng lên thì nó hay mắc kẹt gì đó ở cổng thượng trong cái hội chứng thận hư, nhưng ngược lại nếu mà nó giảm thì mình sẽ hay gặp nó trong thiếu máu tán huyết. Bởi vì sao? Bởi vì cái alpha 2 á, thành phần trong nó gồm có macroglobulin và haptoglobulin. Thì haptoglobulin mình biết là sao, nó vai trò trong tán huyết như thế nào, nên tự nhiên mà nó tán huyết là mình sẽ thấy nó tiêu thụ cái tụi haptoglobulin này nó giảm rất là nhanh về tính, nên đại diện trên alpha 2 này nó cũng sẽ giảm theo. Nên ý nghĩa cho A1, A2 này tương đối mấy bạn có thể xài được trong những bệnh lý đó. Nhớ lại, 1, 2 mà cùng tăng thì nó hay nằm trong phần viêm cấp. Viêm cấp này là viêm nhiễm bình thường hay là trong ác tính gì đó. Nếu như alpha 1 này nó giảm đơn độc thì coi chừng nằm trong alpha 1 antitrypsin. Nếu alpha 2 này giảm đơn độc thì có cái gì đó đang tăng tiêu thụ của thằng haptoglobin hoặc macroglobin hay không thì nó hay nằm trong tán huyết. Còn nếu như nó tăng, tự nhiên tăng alpha 2 đơn độc thì nằm trong bệnh lý của cầu thận nên mới mắc kẹt lại. Thì đến giá trị này mà chị xài được alpha 1, alpha 2 là chị dùng trong những bệnh lý đó. Được chưa? Còn riêng cái vụ beta thì thường ra nếu đúng beta nó cũng có beta 1 và beta 2. Nhưng mà do cái trên cái electrophoresis nó đa số nó nằm chung một đỉnh, nên mình sẽ thấy nó nhập chung trong một đỉnh một giải duy nhất thôi. Vì trong beta 1 nó chứa chủ yếu là transferrin, nên nó có ý nghĩa trong chuyện nào. Vậy khi mà beta này mà tăng lên thì nó hay nằm trong bệnh thiếu máu thiếu sắt, hoặc là thai kỳ chẳng hạn, thì nó sẽ làm cho cái nó chứa chủ yếu là transferrin mà, nên khi nó tăng lên nhiều vậy nó là một chỉ điểm ứng dụng trong y học, là nó dầm trong thiếu máu thiếu sắt mình sẽ thấy nó tăng đơn độc. Còn trong beta 2 này nó chứa beta lipoprotein và bổ thể C3, nó cũng nằm trong cái beta 2 này luôn, nhưng mà thật ra giá trị ứng dụng lâm sàng này không nhiều nên chị chỉ xài trong thiếu máu thiếu sắt à. Còn riêng cái được xài nhiều nhất là cái tụ gamma, tại cái gamma này thành phần bên trong nó sẽ chứa IgM, IgA, IgG, nên một số chỗ mà người ta không làm được IgM, IgG á, thì ta điện với cái protein ra, người ta thấy gamma này nó giảm sâu thì mình biết là nó giảm đâu đó ba cái thành phần này bên trong, giảm hết luôn hoặc là giảm một thành phần nào rất sâu, thì đây là một trong những cái gợi ý của suy giảm miễn dịch để mình làm tiếp ha. Thì đối với cái điện di protein này, ngoài cái chuyện bạn coi albumin tổng thì thôi, trong bệnh lý gan vậy đó chị không nhắc tới, nhưng mà cái giá trị alpha 1, alpha 2, beta và gamma mà xài được tới giờ này thì nãy giờ chị đang truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn đó, thì nhớ nhớ quên quên cũng được, nhưng mà động là được cái nào đó thì động ha. Gamma động được nhiều nè, chỗ alpha 2 động được nhiều nè, được không? Alo. Dạ được chị ơi. Alo. Đó nó hơi có, nhưng mà bạn quan tâm thì chị nói luôn, thì xài được cái gì xài ha. Bệnh lý thận, bệnh lý huyết học dạ. Đó rồi trong cái suy giảm miễn dịch nha. Rồi rồi, gì nữa không bạn? Bài hôm nay được rồi phải không? Bữa sau thi thì chắc tình huống cũng tựa tựa vậy thôi. Chị ơi. Bữa sao em? Bữa sau thi á là thi hết cái thi cái trạng này á chị. Thi trạng huyết học á là tụi em thi dưới hình thức nào chị? Thường thầy sẽ gom các nhóm lại một lúc, sẽ thi dạng trắc nghiệm hoặc là sẽ cho một cái bệnh án cho mấy bạn làm chung, nhưng mà dạo này thầy có vẻ thích trắc nghiệm á. Còn riêng cái vụ OSCE á thì nó cũng giống vậy nè, chị sẽ có cái tình huống bệnh nhân đó bao nhiêu tuổi đó, rồi vô có những cái vấn đề là vậy vậy vậy, thì bước đầu mấy bạn nghĩ chẩn đoán là cái gì, chẩn đoán phân biệt là cái gì, đề nghị cận lâm sàng là gì, thì nhớ một câu, chẩn đoán phân biệt, giả sử như mà viết dư dư một chút cũng không có bị trừ đâu, chứ đừng có một câu duy nhất thôi rồi ghi vô tự nhiên được có nửa điểm thay vì là hai điểm nha. Nên chẩn đoán phân biệt nãy giờ mình phân tích đâu có bỏ được cái gì ra đâu, nên kể nó cứ mình nhận ghi vô nha, là một chuyện. Thứ hai, mấy bạn đi cái trại huyết học nó hay có cái trap á, là mấy bạn phải xác định được cái gì đưa bệnh nhân nhập viện. Ví dụ như đây là một bệnh nhân xuất huyết giảm tiểu cầu mạng đi, nhưng mà bệnh nhân không có xuất huyết thì bệnh nhân đâu có nhập viện đâu, nên mình phải xác định cái chip complaint là gì mình đưa vô. Thì mấy bạn hay bị có cái thói quen trong chẩn đoán là xuất giảm tiểu cầu mạng chấm hết thì bạn được có nửa điểm thôi, nhưng mấy bạn xác định được cái chip complaint bệnh nhân đưa vô là lần này bởi vì bệnh nhân chảy máu mũi hay là hội chứng xuất huyết cấp mức độ trung bình gì đó trên nền bệnh nhân suy giảm tiểu cầu mạng, là cái điểm của bạn thành điểm rồi. Hiểu ý chị nói không? Chứ đừng có dùng một cái chẩn đoán đã chẩn đoán rồi mà ráp vô ghi không không thì OSCE thì uổng lắm.
oan, tức là bạn phải xác định được cái gì đưa bệnh nhân vô viện thì đừng bỏ sót vụ đó. Và đối với bệnh nhân biết bệnh rồi thì mình phải có ba vế. Thứ nhất là cái gì đưa bệnh nhân nhập viện nè. Thứ hai là chẩn đoán này có cái gì thay đổi hay không nè, phù hợp chưa nè. Thứ ba là có cái biến chứng gì hay không, là phải thòng vô thì bạn mới đủ điểm cho chẩn đoán, chứ đừng có một câu duy nhất thalassemia là có nửa điểm mà. Còn ví dụ như đây là thiếu máu, mãn mất tán huyết, mãn mức độ trung bình trên bệnh nhân alpha thalassemia đã được chẩn đoán có biến chứng ứ sắc, có biến chứng suy tim, có biến chứng chậm phát triển tâm vận gì đó, là được hai điểm trọn vẹn. Thấy không? Minh họa cái đó cho mấy bạn Thioski đừng có bỏ sót chỗ đó uổng, nghe không? Rồi gì nữa không bạn? Alo, mệt chưa? Thắc mắc gì nữa không? Không được thì nghỉ nha. Mấy giờ học thầy vậy? Dạ 2 giờ. Ờ, đó là năng nỉ lắm, ông mới về lại đó. Phải khóc khoảng cho mấy bạn nghỉ. Dạ, tụi em cảm ơn chị. Rồi vậy ha. Rồi, dạ. Rồi chúc các bạn thi tốt. Ông mà hình thức thi làm sao? Dạ. Bữa mấy nhóm khác thi làm sao mà trong khi mấy bạn ở nhà vậy? Dạ, thì cũng nhiều cách thi lắm chị. Ví dụ, để chị tham khảo coi, chắc kiểu gì cũng phải thi chứ. Dạ, có chị thì cho tụi em làm bệnh án. Có chị thì cho mấy thầy làm sàng xong rồi hỏi trắc nghiệm trên cái cây đó. Rồi cũng có chị cho tụi em thi trắc nghiệm thuần luôn ạ. Option 2 có vẻ hợp lý ha, mới đúng là đi làm sàng ha. Chọn nào, thích cái nào? Thích cái nào hơn? Dạ. Thích cái nào? Thích hình thức nào? À, em cái nào cũng thích hết chị ơi. Rồi thôi nghỉ đi. Cũng muốn đã lắm luôn rồi đó. Em nghỉ ngơi muốn đi rồi chứ nghỉ gặp thầy. Thắc mắc gì thì nhắn nha. Dạ. Ủa chị ơi, nhưng mà thầy là người quyết định thi hả chị? Sao em? Sao em? Thầy là người quyết định cái hình thức thi hả chị? Ờ, nhưng mà đại khái là thầy cũng tùy hứng á. Nói chung là mấy bạn theo chị á, là chủ động được thì chủ động. Ví dụ như mấy bạn thích cái hình thức nào đó thì xin thầy luôn. Đó là trong mùa dịch vậy nè, thì em thi qua các hình thức này và tụi em thấy phù hợp với cái này thì thầy cũng cầu thị đó, chứ không đến mức là áp đặt đâu nha. Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Ờ, vậy em ha. Ừ, chào em. Alo, chị nghe cho Mai.